Thưa quý vị và các bạn, Dũng Audi ô tô cố Hải Dương xin trân trọng giới thiệu một chiếc Vios G sản xuất 2014, bản G xịn số tự động. Xe có biển tỉnh, màu vàng cát. Chiếc xe này keo chỉ zin 100%, không lỗi gì. Máy số ngon. Đây là tổng thể thân vỏ của chiếc xe. Sau khi quay tổng thể thân vỏ thì mình sẽ đi vào chi tiết nội thất. Với cảm quan bên ngoài thì chiếc xe này được trang bị xi nhan trên gương, 4 phanh ABS, đèn bi xê lông siêu sáng, đèn gầm. Còn cái form dáng của chiếc Vios 2014 đến 2018 thì nó như nhau. Nó đã cải tiến hơn so với cả các đời từ 2013 đổ về trước, là về kiểu dáng, về form dáng, rồi về kiểu đèn hậu và đèn pha. Bây giờ mình sẽ đi đến chi tiết nội thất bên trong ạ. Cái dòng Vios là một trong những dòng mà được ưa chuộng nhất tại Việt Nam. Một trong những dòng xe được ưa chuộng nhất tại Việt Nam bởi vì là nó có tính năng bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu và không hỏng vặt, đồ phụ tùng thay thế đơn giản, sửa chữa dễ dàng. Đó là những cái mà người Việt Nam đang cần. Chính vì vậy nó là một dòng xe được ưa chuộng nhất tại Việt Nam trong những năm vừa qua. Từ khi bắt đầu chiếc Vios ra đời và đến hiện nay nó vẫn chưa mà hết tính hot của nó. Xe được trang bị cảm biến lùi. Cái dòng Vios thì nguyên bản của nó là không có màn hình. Vios G này nó cảm biến lùi, còn tất cả các dòng Vios thì đều không có màn hình. Nguyên bản của nó là một chiếc đầu CD. Cũng như chiếc xe này, đây là đầu nguyên bản của nó đấy, đầu CD nguyên bản của nó. Chứ nó không có màn hình lùi. Nếu như bạn nào mua chiếc xe này về thì có thể là thay thế bằng cái màn hình vào đấy được. Hoặc là bạn có thể lắp trên gương, hoặc là lắp thay bằng cái màn hình vào cái đầu CD của nó. Về nội thất bên trong thì chiếc xe này được có nội thất màu đen, được trang bị gương kính chỉnh điện cụp điện, vô lăng tích hợp bàn phím, đầu CD 6 đĩa, điều hòa auto, số tự động đấy ạ. Cần số vô lăng đẹp. Táp ly mặt, táp lô, táp ly đẹp. Xe này thì chắc chắn là không taxi dịch vụ rồi, mình không cần phải xem nhiều, chắc chắn là không taxi dịch vụ rồi. Về nội thất chiếc xe thì khá là sạch sẽ. Trần nỉ nguyên bản. Xe tất cả nó là nguyên bản, kể cả cái ghế da này nhá, cái mặt ghế da của Vios. Cái mặt với ghế da mà nó có lỗ lỗ này là mặt ghế da nguyên bản các bạn nhé. Còn nếu như mà thay rồi thì nó sẽ không còn cái mặt ghế lỗ, mặt da lỗ đi nữa. Nó sẽ là da trơn. Chiếc xe này keo chỉ zin 100%, không lỗi gì. Đây là nội thất của chiếc xe. Mình sẽ kiểm tra xem đồng hồ công tơ mét của chiếc xe này hiện nay là bao nhiêu. Vâng ạ. Chiếc Vios 2014. Chiếc Vios 2014 số tự động bản G xịn. Chiếc xe này sản xuất 2014 và chạy 5,7 vạn. Tức là một năm chạy có quá 1 vạn thôi. Chủ xe đi cũng vừa phải. Một năm xe một năm đi 1 vạn, trên 1 vạn một tí là ok. Là đi vừa phải. Có nhiều người đi nhiều thì 2 vạn, người đi cực nhiều thì 3 vạn. Nhưng chiếc xe này mới đi có 5,7 vạn thôi. Xe nó gần như là mới. Đây là tổng thành về cái nội thất của chiếc xe. Xe Vios thì nó trang bị cũng không nhiều các chức năng hiện đại. Nó không trang bị nhiều chức năng, nhưng mà bù lại nó, những cái gì cần thì nó cũng có rồi. Gương kính chỉnh điện cũng có rồi, vô lăng tích hợp bàn phím cũng có rồi. Rồi là điều hòa auto, túi khí, phanh ABS, đầy đủ hết. Nhưng mà nó lại có một cái đặc điểm ưu việt là đồ rất rẻ và rất dễ sửa chữa và không hỏng vặt. Không hỏng vặt, đồ thay thế phụ tùng rẻ, dễ mua và kể cả cũng dễ sửa chữa nữa. Thợ sửa chữa Vios thì không cần phải là thợ
lành nghề lắm, tức là thợ vừa vừa đấy cũng ok. Và để mà điều kiện để mà máy móc các thứ để mà sửa chữa nó thì cũng đơn giản, bởi vì nó là rất là đơn giản, cấu tạo chiếc xe rất đơn giản. Còn đây là khoang máy của chiếc xe. Khoang máy của chiếc xe này là nguyên vết bụi thời gian từ năm 2014 đến nay, nguyên vết bụi thời gian, chưa rửa giấy gì cả các bạn nhé. Đây, nguyên vết bụi thời gian, xe rất bẩn. Xe rất bẩn nhưng mà lại zin từng con ốc các bạn nhé. Xe zin từng con ốc luôn ạ. Đây là vết bụi thời gian ở trong khoang máy. Khi chạy thì bụi bẩn rồi là nó cuốn lên trên khoang máy. Thế nhưng mà ngược lại là xe này máy zin 100%. Máy số zin 100%, các bạn có thể nhìn rõ không? Tất cả zin từng con ốc. Chiếc xe này hiện nay đang được chào bán với giá là 568 triệu đồng tại Dung Audi ô tô Cú Hải Dương ạ. 568 triệu. Xin lỗi các bạn, 468 triệu ạ. Mình trong đầu nghĩ 400 mà nói mồm thì lại 500. 468 triệu đồng cho một chiếc Vios G sản xuất 2014, số tự động bản G xịn, xe keo chỉ zin 100%, máy số zin 100%, zin từng con ốc, chưa mở bất kỳ một con ốc nào, tất cả con ốc chưa mở bất kỳ một con ốc nào các bạn nhé, nguyên zin ạ. Hiện nay đang được chào bán với giá là 468 triệu đồng cho một chiếc Vios G sản xuất năm 2014. Các bạn có thể xem xe trực tiếp tại Dung Audi ô tô Cú Hải Dương, địa chỉ số 1 đường Thanh Niên, thành phố Hải Dương, nằm bên cạnh khách sạn Trường Thành, mặt đường quốc lộ 5. Hoan nghênh quý vị về xem xe, kiểm tra xe, chạy thử, test xe trực tiếp, thương lượng về giá trực tiếp tại Dung Audi ô tô Cú Hải Dương, địa chỉ số 1 đường Thanh Niên, thành phố Hải Dương, hotline 0855 966 966. Quý vị có thể đăng ký kênh của Dung Audi ô tô Cú Hải Dương để cập nhật những cái thông tin mới nhất về những chiếc xe nhà vừa mới mua về và chào bán bằng cách bấm vào nút đỏ để đăng ký kênh. Sau khi bấm vào nút đỏ nó sẽ hiện lên quả chuông. Quý vị bấm vào quả chuông đấy thì sẽ nhận được thông báo mỗi lần mình quay live stream trực tiếp hoặc là mình up video clip mới. Cảm ơn quý vị đã đồng hành ủng hộ Dung Audi ô tô Cú Hải Dương. Xin trân trọng cảm ơn và xin kính chào.